Rồi mình qua phần 4 nha các bạn. Cái bài này thì nó sẽ nói về à, <laughs> uh, mê cung. Uh, labyrinth. Hay là maze, là mê cung luôn ha. Các bạn chịu khó coi giúp này. Tại cái này cái màn hình này mỏm hết. Rồi. Mê cung ha, được giải thích nó là một cái con đường ngoằn ngoèo, spiral. À, dẫn vô một cái khu vực trung tâm thì những cái này cũng là mê cung luôn nha các bạn mê cung loại này so với những mê cung thông thường à, cái này thì nó sẽ đọc luôn cho các bạn hai từ đó các bạn cứ bám sát từng thông tin và nghe nó nói cái gì thì mê cung này là một loại mê cung gì và cái gì được cần ha để định hướng đi qua cái mê cung đó rồi cái gì được cần để định hướng đi qua mấy cùng đó ha ừ. cái suy nghĩ hay là cái dụng cụ gì đó và cái từ words này, cái từ maze này được lấy từ một cái từ mang ý nghĩa là cảm giác gì nhớ nha rồi cái mê cung này cho chúng ta một cái chuyến đi thông qua cuộc sống luôn chúng thường được sử dụng trong cái gì hoặc là hoạt động gì và cầu nguyện Đây. Một ví dụ điển hình của mê cung này. Có những cái điêu khắc cổ đại trên cái gì? À, tượng đá hay là cái gì đó. Được tìm thấy có nhiều cái được tìm thấy ở những nền văn hóa. Rồi Pimer, một cái um, người dân tộc hay là một cái thổ dân á, của Nam Mỹ luôn ha thì khắc những cái tượng lên cái túi những cái biểu tượng lên cái túi những người Hy Lạp cổ đại thì sử dụng những cái biểu tượng trên cái gì nghe kỹ nha trên cái gì rồi à, đi qua cái mê cung này thì một cái biểu tượng tồn tại lớn nhất À, sinh tồn lớn nhất Một cái biểu tượng Một cái biểu tượng hay là một cái Đúng là biểu tượng Tồn tại của mê cung này Là có cái gì Ở giữa à, Có cái gì ở giữa ha những mê cung hiện nay thì được tin là có tác động tích cực lên sức khỏe và thể chất này. Đi qua mê cung thì sẽ giảm được cái gì của con người, tỷ lệ gì đó, nó liên quan tới bệnh tật này các bạn. Ơi, sử dụng trong y học và sức khỏe và đồng thời cũng là nơi để giam cầm tù nhân nè, prison. Nó phổ biến với những bệnh nhân, những người tham quan và nhân viên trong bệnh viện bệnh nhân thì không thể đi bộ có thể sử dụng mê cung bằng tay ha và mê cung này làm từ chất liệu gì nghiên cứu chỉ ra rằng là những người bị bệnh alzheimer sẽ giảm cái gì triệu chứng gì ha các bạn cũng sẽ được nghe hai lần tiếp tục Listen carefully and answer questions 31 to 40 Labyrinths have Now listen carefully and answer questions 31 to 40 Labyrinths have existed for well over 4,000 years. Labyrinths and labyrinthine symbols have been found in regions as diverse as modern day Turkey, Ireland, Greece, and India. There are various designs of labyrinth, but what they all have in common is a winding spiral path which leads to a central area. There is one starting point at the entrance, and the goal is to reach the central area. Finding your way through a labyrinth involves many twists and turns, but it's not possible to get lost, as there is only one single path. In modern times, the word labyrinth has taken on a different meaning and is often used as a synonym for a maze. A maze is quite different, as it is a kind of puzzle with an intricate network of paths. Mazes became fashionable in the 15th and 16th centuries in Europe and can still be found in the gardens of great houses and palaces. The paths are usually surrounded by thick, high hedges so that it's not possible to see over them. Entering a maze usually involves getting lost a few times before using logic to work out the pattern and find your way to the center and then out again. There are lots of dead ends and paths which lead you back to where you started. The word maze is believed to come from a Scandinavian word for a state of confusion. This is where the word amazing comes from. Labyrinths, on the other hand, have a very different function. Although people now often refer to things they find complicated as labyrinths, this is not how they were seen in the past. The winding spiral of the labyrinth has been used for centuries as a metaphor for life's journey. It served as a spiritual reminder that there is purpose and meaning to our lives and helped to give people a sense of direction. Labyrinths are thought to encourage a feeling of calm and have been used as a meditation and prayer tool in many cultures over many centuries. The earliest examples of the labyrinth spiral pattern. Have been found carved into stone from Sardinia to Scandinavia, from Arizona to India to Africa. In Europe, these spiral carvings date from the Late Bronze Age. The Native American Pima tribe wove baskets with a circular labyrinth design that depicted their own cosmology. In ancient Greece, the labyrinth spiral was used on coins around 4,000 years ago. Labyrinths made of mosaics were commonly found in bathhouses, villas, and tombs throughout the Roman Empire. In Northern Europe, there were actual physical labyrinths designed for walking on. These were cut into the turf or grass, usually in a circular pattern. The origin of these walking labyrinths remains unclear, but they were probably used for fertility rites, which may date back thousands of years. Eleven examples of turf labyrinths survive today, including the largest one at Saffron Walden, England, which used to have a large tree in the middle of it. More recently, labyrinths have experienced something of a revival. Some believe that walking a labyrinth promotes healing and mindfulness, and there are those who believe in its emotional and physical benefits, which include slower breathing. And a restored sense of balance and perspective. This idea has become so popular that labyrinths have been laid into the floors of spas, wellness centers, and even prisons in recent years. A pamphlet at Colorado Children's Hospital informs patients that walking a labyrinth can often calm people in the midst of a crisis. And apparently, it's not only patients who benefit. Many visitors find walking a labyrinth less stressful than sitting in a corridor or waiting room. Some doctors even walk the labyrinth during their breaks. In some hospitals, patients who can't walk can have a paper finger labyrinth brought to their bed. The science behind the theory is a little sketchy, but there are dozens of small scale studies which support claims about the benefits of labyrinths. For example, one study found that walking a labyrinth provided short-term calming, relaxation, and relief from anxiety for Alzheimer's patients. So what is it about labyrinths that makes their appeal so universal? That is the end of part four. You now have one minute to check your answers to part four. Now, listen carefully and answer questions 31 to 40. Labyrinths have existed for well over 4,000 years. Labyrinths and labyrinthine symbols have been found in regions as diverse as modern day Turkey, Ireland, Greece, and India. There are various designs of labyrinth, but what they all have in common is a winding spiral path. Which leads to a central area. There is one starting point at the entrance, and the goal is to reach the central area. Finding your way through a labyrinth involves many twists and turns, but it's not possible to get lost, as there is only one single path. In modern times, the word labyrinth has taken on a different meaning and is often used as a synonym for a maze. A maze is quite different. As it is a kind of puzzle with an intricate network of paths. Mazes became fashionable in the 15th and 16th centuries in Europe and can still be found in the gardens of great houses and palaces. The paths are usually surrounded by thick, high hedges so that it's not possible to see over them. Entering a maze usually involves getting lost a few times before using logic to work out the pattern and find your way to the center. And then out again. There are lots of dead ends and paths which lead you back to where you started. The word maze is believed to come from a Scandinavian word for a state of confusion. This is where the word amazing comes from. Labyrinths, on the other hand, have a very different function. Although people now often refer to things they find complicated as labyrinths, this is not how they were seen in the past. The winding spiral of the labyrinth has been used for centuries as a metaphor for life's journey. It served as a spiritual reminder that there is purpose and meaning to our lives and helped to give people a sense of direction. Labyrinths are thought to encourage a feeling of calm and have been used as a meditation and prayer tool in many cultures over many centuries. The earliest examples of the labyrinth spiral pattern have been found carved into stone from Sardinia to Scandinavia, from Arizona to India to Africa. In Europe, these spiral carvings date from the Late Bronze Age. The Native American Pima tribe wove baskets with a circular labyrinth design that depicted their own cosmology. In ancient Greece, the labyrinth spiral was used on coins around 4,000 years ago. Labyrinths made of mosaics were commonly found in bathhouses, villas, and tombs throughout the Roman Empire. In Northern Europe, there were actual physical labyrinths designed for walking on. These were cut into the turf or grass, usually in a circular pattern. The origin of these walking labyrinths remains unclear. But they were probably used for fertility rites, which may date back thousands of years. Eleven examples of turf labyrinths survive today, including the largest one at Saffron Walden, England, which used to have a large tree in the middle of it. More recently, labyrinths have experienced something of a revival. Some believe that walking a labyrinth promotes healing and mindfulness. And there are those who believe in its emotional and physical benefits, which include slower breathing and a restored sense of balance and perspective. This idea has become so popular that labyrinths have been laid into the floors of spas, wellness centers, and even prisons in recent years. A pamphlet at Colorado Children's Hospital informs patients that walking a labyrinth can often calm people in the midst of a crisis. And apparently, it's not only patients who benefit. Many visitors find walking a labyrinth less stressful than sitting in a corridor or waiting room. Some doctors even walk the labyrinth during their breaks. In some hospitals, patients who can't walk can have a paper finger labyrinth brought to their bed. The science behind the theory is a little sketchy, but there are dozens of small-scale studies which support claims about the benefits of labyrinths. For example, one study found that walking a labyrinth provided short term calming, relaxation, and relief from anxiety for Alzheimer's patients. So what is it about labyrinths that makes their appeal so universal? that is the end of part four. You now. <laughs> Rồi, đáp án nha. Thế các bạn làm có vẻ đúng. Thầy nói phần này nó, nó dễ phần 3 nha các bạn. Thậm chí nãy phần 2 các bạn còn sai nhiều. Rồi, à, vậy chính bài phần này là làm đúng. Rồi, coi đáp án nha. đây nó đây chờ các bạn kiểm nha để khánh làm đúng không có mấy cái làm đúng nhưng mà bị bị sai chính xác chính tả coi nhé. Xong thầy sửa rồi mình qua phòng ba luôn nhé. như tân làm muốn hơn đúng hết trơn yeah. <laughs> các bạn cứ gửi nghe thầy có cộng thôi hà <laughs> làm tốt nè à, nhân thì mấy câu nghe thì đúng nhưng mà còn mấy câu thì không nghe được ha rồi giúp sửa nha rồi thì được bóng luôn nói chung mấy câu làm thì đúng nhưng mà chưa được cô châu à, còn bé bé anh đâu tiền của anh rồi à, tốt rồi à, tốt ha nói chung thì không trọn vẹn lắm nhưng mà được tại phần này phần cuối mà sửa nha rồi các bạn coi này chút nữa phần 3 nó mới khó nữa phần này chưa đâu phần 3 mình abc nữa nha các bạn hồi nãy cái file kia cái file mà gốc hồi nãy của thầy thầy cắt ra thì mình cắt nhầm đáp án nên bộ phải bật cái file gốc nó hơi dài nó giờ thầy kéo nãy giờ cái file góc cuốn sách giờ nó dày rồi các bạn coi nhé Thầy dịch nha. Library đã tồn tại hơn 4.000 năm. Ha. Library hay là library tin symbol là nó luôn. Được tìm thấy ở những khu vực à, có sự đa dạng như là Thổ Nhĩ Kỳ, ha, lên hiện nay, Chris in India, hiện đại, hiện tại hiện nay nhé có nhiều thiết kế à về mê cung nhưng cái mà chúng ta thực sự có cái chung chung á à cái mà có điểm với nhau á cái mà thường xuất hiện đó, đó. là người ta loại mê cung hoàng ngoèo Nó sẽ dẫn chúng ta vô một trung tâm thì cái này là một cái loại mê cung mê cung thông thường mà mình hay gặp á. À, nó giống như là cái mã QR đó các bạn, nó đi vòng vòng vô cái trung tâm ha. Có một cái cột dựng, có một cái điểm bắt đầu ở lối vào ha và mục tiêu là đi vô cái khu vực trung tâm cái này là loại mi cung là bạn sẽ đi vô trung tâm á chứ không phải là kiếm hẳn cái lối ra rồi finding the way tìm cái lối đi xuyên qua mê cung thì có nhiều cái quằn ngoèo ha các bạn có nhiều khúc quằn ngoèo ha nhưng sẽ không uh, bị lạc vì chỉ có một lối đi duy nhất. À. Ở hiện nay, cái từ labyrinth nó còn một cái nghĩa khác và thường được sử dụng là biểu tượng như cho một cái mê cung, cũng là mê cung luôn. Dạng cái này là cái dự chữ thông thường của mình đó các bạn. Ha. À. Thì mê cung này thì khá là khác, khá khác biệt bởi vì nó là một cái loại à một cái dạng đánh đố à, cái này các bạn biết ha vậy là đáp án là puzzle thì cái này các bạn nghe được rồi nó có cái từ tương đương đó là kite type ừ, với mạng lưới đường đi rất là dễ đặc ha phức tạp thì những cái mê cung này lại là một cái điển hình về thời trang vào thế kỷ 15 và 16 tại châu Âu ha. Và vẫn được tìm thấy ở những khu vườn của những nhà lớn nè, cục điện nè. Và những con đường này thường được bao bọc xung quanh bởi những cái rừng cây cao và dày. Ha. Cái này là cái cây, cái rừng cây luôn nha các bạn. Cho nên khó thể thấy được chúng từ bên trên. Nó nó che chưa Thì đi vô cái mê cung này thường có thể bị lạc một vài lần trước khi sử dụng logic ha, để tính toán ra cấu trúc của khao hình dung và tính toán ra cấu trúc và tìm cái lối của bạn đi vô trung tâm sau đó quay trở lại. Rồi vậy thì sử dụng cái gì các bạn? Cái gì cần để định hướng thông qua cái mày cùng logic à sử dụng logic này. Đưa ra tính ra cái khuôn. À tính ra cái cấu trúc của nó tìm cái lối đi vô và đi ra nó sẽ tương đương với định hướng ha là cái chữ navigate ở đây là tương đương với đi vô và đi ra à. thì có nhiều cái khúc à, khúc, khúc chết có nghĩa là cái đường cục đó các bạn dead end à có những cái đường cục và một những cái đường mà sẽ dẫn bạn quay trở lại cái điểm bắt đầu cái từ maze thì được tin rằng là đi đến từ một cái từ của người Scandinavian. Nói về một trạng thái uh, rối loạn, confusion, nhầm lẫn đó. Nè, cái từ maze này là đến từ một cái từ mang nghĩa là cảm thấy, nhầm lẫn. Confusion, a feeling ha. Huh? Nó tương đương với chữ a state of đây cũng là cái từ amazing xuất hiện ha nói chung là cái tiếng anh thì từ latin nhiều đó các bạn Labyrinth. cách khác thì lại có một chức năng khác mặc dù người ta thường à, chọn những thứ mà họ cảm thấy phức tạp như Labyrinth. mặc dù người ta thường kiếm những cái gì đó phức tạp như là cái loại máy cung này và cái này là cái mà thực sự quá khứ người ta không không có sử dụng có nghĩa họ xưa thì người ta quan tâm tới cái loại máy cung này hơn hay bây giờ chứ họ xưa thì không có ha thì những cái đường ngoằn ngoèo của Lapierre thì thường được sử dụng trong hàng thập kỷ hàng thập kỷ ha như là một cái ý nghĩa hay là một cái ẩn dụ metaphor, nó là một cái ẩn dụ cho đường đi trong cuộc sống nghèo nghèo như vậy. Rồi nó được sử dụng như là một cái nhắc nhở, ha, gợi nhớ về tinh thần, về mục đích và ý nghĩa của cuộc sống và giúp cho con người có, có được định hướng. Như những mây cung thì nó giúp cho mình suy nghĩ và có định hướng tốt hơn. Là. Thì những mây cung này được xem như là khuyến khích túc đẩy về cảm giác bình tĩnh, à một cái trạng thái bình tĩnh ha và được sử dụng như là một pháp thiền và cầu nguyện trong nhiều văn hóa qua nhiều thế kỷ vậy là nó nó liên quan tới cái gì các bạn nghe đây đúng không được sử dụng trong hoạt động gì nữa thầy nói đó. à, hoạt động thiền và cầu nguyện thì cái này nghe được ha thì có nhiều bạn có thể nghe được cái chữ này nhưng không biết chữ này meditation thì có xuất hiện một số bài trước rồi nha các bạn cái chữ này, này có nha nói chung từ vựng trong listening trong là phạm vi hay có hết đó ra thì vẫn có nha rồi một cái ví dụ mới nhất của bài cùng này được tìm thấy hay à, những cái ví dụ hay là những cái đại diện gì đó về mê cung ha nói chung là những cái mẫu hình mai cung được khắc lên đá vậy là được cái gì các bạn có 35 những cái điêu khắc cổ đại là trên tôi trình đá ha không quét nha nãy các bạn ghi nhầm hết đá không có đếm được nha nghe nghe là được tìm thấy ở nhiều văn hóa ha rồi từ ở đây cụ thể nó nói là từ văn hóa này cho đến Dinavia Arizona cho đến ấn độ và châu phi ha. Bên đây thì nó kêu là tìm thấy ở nhiều văn hóa ở đây nó cụ thể luôn. Rồi tại châu âu thì những cái à, điêu khắc quằn quèo này nó đến từ thời đồ đồng mới ha. À này mới mới là bầm lầm thôi. Hồi chưa ha. Nó thuộc cái cái ý này ha. Sao biết sao nó gặp ở đây nữa? rồi những người thổ dân Mỹ nè châu Mỹ nè thì khắc lên những cái túi ha với biểu tượng của mê cung ha để thể hiện cái cái tâm linh của họ à cái suy nghĩ về à thì nhập cái này suy nghĩ về vũ trụ ha về thiên văn này nọ cosmology thì đối với người hy lạp cổ đại thì mê cung này ha được sử dụng trên những đồng tiền trong vòng 4.000 năm vậy là biết sử dụng trên gì đúng không người hy lạp cổ đại đúng từ khóa nha sử dụng những cái biểu tượng mê cung trên đồng tiền à và những mê cung à, cũng được tìm thấy ở những cái phòng tắm và villa rồi hầm mộ ha, suốt thời đại Hy Lạp, suốt thời đại người La Mã cổ đại. ở miền Bắc Châu Âu thì có những cái mê cung thực tế luôn, được thiết kế để đi vô. Chúng à, sẽ, nó chung chúng sẽ được tạo trên những cái sân cỏ ha, thường là cái hình tròn và góc cái nguồn gốc của những mê cung này thì vẫn chưa rõ tại sao. Chúng thường được sử dụng để tăng tỷ lệ sinh, sinh sản đó vào hàng ngàn năm trước. Rồi có 11 ví dụ về những cái mê cung này tồn tại cho tới bây giờ. À, mê cung cỏ nha. Bao gồm à, những cái, cái lớn nhất tại nước Anh ha. Sử dụng nó từng sử dụng những cái cây lớn được đặt ở giữa về lá một cái ví dụ một cái mẫu hình mê cung vẫn còn tồn tại lớn nhất ha à, nói về sinh sản gì đó là có cái cây ở giữa à, cái này nó bắt các bạn phải nghe được và tách ra ha big chính là large large trees à. in the center chính là đâm mirror Rồi chắc là dịch khúc này thôi, khúc này thì dài quá, sợ các bạn đuổi. Một à, những cái mê cung hiện nay ha thì nó có trải qua nhiều thứ, đó về sự tồn tại, ha, hay sự phục hồi revival. Một số người tin rằng là đi vô những cái mê cung này thúc đẩy sự chữa lành nè và thoải mái tâm trí ha, (mindfulness). Có những người cũng tin rằng nó liên quan tới lợi ích, thể chất và cảm xúc, bao gồm giảm nhiều thở, mang lại cảm giác cân bằng và uh, talented, giống như là ổn định về tâm lý. Vậy thì 38 là breathing. Này có vạn lộn, có 39 chứ, 39. Là 38 đúng không? người tin rằng là lợi ích của nó liên quan tới tâm lý và sức khỏe đi vô đây giảm nè các bạn nè nó có chữ slower tương đương với cái nghĩa đó là reduce cái này mặc dù là tính từ ha nhưng mà cũng tương đương nghĩa với reduce breathing à. như nãy các bạn làm lộn đúng không giảm nhịp thở ha để cân bằng lại ý tưởng này cũng đến phổ biến ha rồi hai câu cuối đi họ thầy lướt qua đi cho các bạn đỡ đuối xíu những bệnh nhân mà không thể đi bộ có thể sử dụng mê cung làm bằng gì nè một số bác sĩ đi vô những mê cung này trong kỳ nghỉ của họ trong những cái khoảng thời gian nghỉ đó, để họ thư giãn thì những bệnh nhân không thể đi bộ có thể sử dụng cái giấy mê cung mang lên giường của họ vậy là paper. Ừ. Là câu ha. Những nghiên cứu chỉ ra rằng là những người bị Alzheimer thì ít bị cái gì? Ví dụ như là một nghiên cứu chỉ rằng là đi bộ trong mê cung thì sẽ cung cấp cái uh, giảm stress là ngắn hạn nè, giảm và giảm cái sự lo lắng anxiety. Chứ phải anxious. Này các bạn ghi nhầm á, danh từ nha. Experience là cái last này đi chung với tính với danh luôn và nghĩa đây là really from experience last anxiety như là đọc cũng đâu có đâu có đọc cái chữ answers ở đây đâu rồi ổn rồi mình sẽ làm phần 3 luôn đi mình dành thời gian cái này các bạn về nghe lại giúp thầy á, tại nghe nữa sợ các bạn đuối tại vì một một bài này tới 7 phút. Có có video, có audio thầy để sẵn rồi đó. Các bạn về nghe giúp thầy ha, nhớ đúng như cái bước của phần 1 này làm á. Các bạn còn bị sai nhiều đó. Về mình hiểu rồi về vẫn phải nghe lại cho thầy và làm lại nữa. Nhớ nha, phải làm lại, nghe lại để cảm nhận cái âm và tốc độ nói. Các bạn học nâng cao thì làm hết luôn cho thầy nhé, từ dễ cho tới khó luôn. Đúng các bước đó luôn nhất là những cái phần khó để mình dành thời gian nhiều cho phần khó nha là nghe lại script nhiều lần cô cho thầy lớp thì không có vật được nhiều rồi và phải làm lại nữa nha nhớ nha với là chúng nữa thầy sẽ cho nguyên kho đề luôn các bạn trống cứ làm thử luôn rất là nhiều nha thầy cho nguyên kho luôn thì có thể kho đó có một số file bị lỗi cái các bạn cứ lựa cái nào mà không bị cái phần 17 này cũng vậy nè có thể làm luôn cũng được ha tùy các bạn nhưng mà làm để luyện tập thôi tại vì thế nào các bạn cũng còn sai nhiều thì lúc mà tới lúc mà thầy lấy bài đó thầy giảng các bạn vẫn phải làm lại và nghe hướng dẫn lại nhé ừ. nhưng mà mình tới bốn kỹ năng nha các bạn ừ. cho nên là còn rất là nhiều rồi tới phần ba luôn làm luôn nhé khó nha có bạn... chiều khó, chịu khó xong nha cái bài này nó bự quá mình nghe tới 11 giờ 15 mà lo gì kỹ luôn nha rồi các bạn coi đi làm từ từ nha, phần này khó đó thầy dặn chưa đó kinh nghiệm làm việc cho học sinh khoa học rồi học sinh các ngành khoa học về rồi, về thú y nha các bạn vấn đề gì mà cả hai đứa này đang gặp phải khi sắp xếp cái à, trải nghiệm hay thực tập công việc của họ tiếp cận đầu tiên với à, making the contact tiếp cận đầu tiên với những cái nông trại ha phù hợp với họ rồi sắp xếp những cái à, chuyến đi đến ha vận chuyển hay chuyến đi gì đó đến và từ nông trại ha. tìm cái à, một cái sắp đặt hay một cái thay thế gì đó thầy nói phần này khó ngay cho nên các bạn cứ nghe kỹ một cái sắp đặt cái thay thế gì đó trong một khoảng thời gian được yêu cầu rồi tim thì rất là vui khi có thể giúp giúp cái gì một con cụ bị gãy chân à. rồi cũng một con cụ khó khăn trong việc sinh con ha. Rồi một con cụ mới sinh đang gặp vấn đề ăn uống ha, phi điện. Nhớ nó đọc hết đó. nhưng mà quan trọng là thằng này vui khi giúp được việc gì. Có khi là những việc khác nó giúp được. Chú ý vậy Diana nói rằng là con cụ trong ruộng, trong cái nông trại của cô ấy thì như thế nào? À, có nhiều chủng loại ha. Rồi đã chủ yếu là Rồi chủ yếu là nuôi để lấy thịt. Rear là nó cũng là tương đương với dịch phía à. Là nuôi nuôi dưỡng để lấy thịt. Rồi có chất lượng ha. Hơn những con cụ khác ở trong đội. À, có chất lượng lòng tốt hơn nha các bạn. Rồi học sinh có thể học gì về? Thêm những cái thuốc bổ <laughs> cho gà nó ăn. Rồi, thì chúng nên được đưa khi thật sự cần thiết. Có nghĩa là những cái này nên sử dụng khi cần thiết thôi. Rồi trả thêm tiền cho cái hiệu quả nhất. Câu chừng 7 nha ừ. thầy nói nó có bảy ra nó nó cũng có cái thông tin là mắc thêm trả thêm tiền đó nhưng nó có liên quan gì tới tính hiệu quả không nha rồi lượng lượng sử dụng có nghĩa là lượng thuốc được sử dụng một lần thì nên hạn chế thế điều gì diễn ra khi Diana làm việc với bò bò sữa cô ấy xác định một số con bò không có đúng nè cô ta vô tình đổ sữa đi à. rồi cô ta nhầm lẫn khi lưu trữ những cái sữa này hả coi dừng lộn hai cái này nghe các bạn bỏ sữa hay trữ sữa thế những người nông dân cả hai nông dân đề cầm về thú y ha những cái người bác sĩ thú y các bạn vest, và việc làm nông như thế nào có hai người nông dân nói chuyện thì những người thú y thì không à, không giải quyết được một số vấn đề về sức khỏe động vật rồi cần có sự thay đổi cơ bản về hướng dẫn cho những người thú y nói chung là cần có hướng dẫn đó À, một số công việc thì có được thực hiện Có thể thực hiện bởi những người nông dân Thay vì cần người thú vị. ha. Còn dừng lộn nha Nó liên quan tới trình độ của thú đó các bạn Rồi câu cuối cùng Các bạn cứ làm đi ha Cứ làm đi à... Rồi Ý kiến Về môn học ha các bạn Một đường những cái phần học này, Trong khoa học về thú vị. À thuật ngữ nè medical terminology thuật ngữ y tế ha rồi khẩu phần ăn và dinh dưỡng bệnh động vật ha rồi thuốc cho loài hoang dã ý kiến là thằng tim nó thấy cái này dễ hơn dự đoán rồi tim suy nghĩ rằng nó chưa được tổ chức hay sắp xếp một cách rõ ràng Diana thì có thể làm nhiều có thể nghiên cứu nhiều về điều này họ thấy rằng là họ tìm được cái bài đọc à, họ thấy là cái bài đọc yêu cầu cho việc này là rất là khó ha tim thì khá là sốc về những thứ mà nãy học trong cái nội dung này và cả hai họ đều bất ngờ về à, khá bất ngờ về cái mà mình rất ít được biết về một số khía cạnh của điều này nó nói chung chung quá không biết là cái gì đây thầy nói nó là khó nhất trong bài thi đó rồi nghe hai lần nhé bắt đầu thậm chí là chút nữa thầy hỏi nếu mà khó nữa thầy cho nghe lần ba luôn mình học tới 11 một mà tiếp tục luôn nhé Now listen and answer questions 27 to 30. But my farmer said some are overpriced for what they are. But it wasn't easy. No. Now, listen carefully and answer questions 21 to 26. So, Tim, we have to do a short summary of our work experience on a farm. Right. My farm was great, but arranging the work experience was hard. One problem was it was miles away and I don't drive. And also, I'd really wanted a placement for a month but i could only get one for two weeks mm, i was lucky the farmer let me stay on the farm so i didn't have to travel but finding the right sort